Родились, телефоны были всегда. Когда родились, мобильные телефоны уже были. Вот các bạn trẻ, thì các bạn nghĩ rằng là khi các bạn sinh ra thì телефон ở trong tay rồi đấy. У меня сын, которому сегодня 9 лет. Сын của con trai của ông ấy là 9 tuổi. Он подошел ко мне и спросил: "Папа, а какой у тебя в детстве был интернет?" Con hỏi rằng là bố ơi, cái thời của bố thì internet là cái gì? Я не нашелся, что ему ответить. Ông ấy không thể trả lời. Я когда закончил институт, khi mà ông ấy tốt nghiệp đại học, потом закончил аспирантуру, sau đó thì làm lên thạc sĩ. И уже когда защищал докторскую диссертацию, у меня появился первый ноутбук. Và khi ông ấy làm tiến sĩ thì lúc đấy mới bắt đầu có xuất hiện internet. А я у него спрашиваю: "А зачем тебе знать, какой был в детстве интернет?" Ông ấy hỏi con rằng là Để làm gì? Он мне отвечает: "У нас дома тормозит интернет, упал, я не могу мультики посмотреть." У нас интернет тормозит, я не могу мультики посмотреть. Ông ấy, bạn, con của ông ấy trả lời rằng là khi mà không có internet thì bạn không thể nào xem phim hoạt hình được. Для нас сегодня это реальность. Với chúng ta thì bây giờ internet nó là một cái điều đó đương nhiên và dĩ nhiên. Но те, кто немножко постарше молодых людей, которые здесь сидят с мобильными телефонами. Ở đây có một số những cái người mà lớn tuổi hơn chú, các bạn ngồi đây. Chắc là với các bạn đấy thì internet nó có gì xa vời một chút. Мы еще помним то время, когда не было вообще никакого телефона. Tôi nhớ lại rằng khi mà cách đây độ khoảng 20-30 năm đấy, nói chung là không có телефон. Я сам родился и вырос в Сибири, в России, в Сибири. Ông đấy sinh ra và lớn lên ở Сибири. Và chính vì vậy tên của ông, họ của ông ấy là Серебрянков. Так когда я учился в институте, ông ấy học ở trường đại học. Чтобы мне позвонить своим родителям в Сибирь, để mà gọi điện cho bố мẹ ở Сибири, мне надо было за 5 дней заказать разговор. Ông ấy mất phải 5 ngày để mà đặt với lại bưu điện, lúc đó mới gọi về cho bố mẹ. Hiện thời gian đó cũng như vậy đấy. Вчера гуляя вечером по Ханою. Đêm hôm qua đi dạo chơi rất là muộn ở Hà Nội. Я наблюдал просто для себя очень интересную картину. Ông ấy thấy một cái bức tranh rất là hay ho. Когда молодая девушка едет на скутере, khi mà cô gái đi motorcycle. Xe máy. Спереди и сзади сидит два ребенка. Và đằng trước thì một trẻ em và đằng sau hai trẻ em. И она еще одной рукой набирает SMS. Và bạn ấy một tay lái xe, một tay thì sử dụng điện thoại. Для меня это был просто восторг. Với ông ấy thì đấy là một cái điều kỳ khủng hãi, khủng khiếp, tại vì có thể tai nạn xảy ra bất kể lúc nào. Это полное совмещение транспортных и информационных технологий. Đấy là một cái hình ảnh nó thể hiện ở trong cái tức là cái hình ảnh mà đi xe máy như vậy và nó hiện không biết ảnh là это совмещение транспортных и информационных технологий. Tức là đó nó là một cái sự kết hợp giữa то, что сегодня сделали информационные технологии, они изменили радикально нашу жизнь. Sự kết hợp giữa thông tin và giao thông nó đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Если кто-то меня сегодня будет убеждать, что жизнь не изменилась за последние 20 лет, я не поверю. Nếu ai đó nói rằng là sẽ thay đổi cuộc sống của tôi trong 20 năm tới, tôi sẽ không tin. И на этом вы все видите, построен очень серьезный бизнес. Và cái điều đó nó rất là nghiêm túc để chúng ta có thể xây dựng một cái kinh doanh, cái công việc kinh doanh của chúng ta. Возникли новые корпорации. Новые предприятия. Tức là mình có thể thành lập ra những cái công ty, những cái tập đoàn lớn. Ну, такие как Apple.
ví dụ như là Apple. Сегодня с огромной капитализацией. Đấy, đấy là một cái tập đoàn vô cùng khủng. Samsung. Samsung. Đây là những cái tập đoàn lớn. Мы сегодня знаем героев этого времени, Цукерберг, то есть это владелец Facebook. Đấy. Và ví dụ như Facebook, rồi là Alibaba, tất cả những cái tập đoàn đó, chúng ta không thể tưởng tượng được đấy là những cái tập đoàn rất lớn và đấy là những cái tập đoàn mà sau 20 năm đấy nó đã xuất hiện. Это все герои информационной революции. Đấy, nó là những cái tập đoàn đó là anh hùng, là những cái tập đoàn khủng của công nghệ thông tin. Мы сегодня делаем следующий этап, следующее технологическое развитие. Мы, chúng ta là những người mà tiếp bước của những cái tập đoàn đó. За ближайшие 10-15 лет произойдет транспортная технология. Sau khoảng 10-15 năm thì công nghệ giao thông vận tải, gọi là công nghệ 4.0, nó sẽ là một cái điều gì đó thay đổi cả thế giới. И вы даже не можете себе представить, насколько изменится жизнь за ближайшие 10-15 лет. Các bạn sẽ không thể tưởng tượng được ra rằng là chỉ sau 10 năm hay 15 năm nữa thôi thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào với cái công nghệ 4.0 của giao thông của Skyway. Она изменится даже сильнее. Друзья, это остановить невозможно. Это технологический прогресс. Điều đó các bạn không thể tưởng tượng được, vì đấy nó là kỹ thuật về giao thông vận tải. А мы работаем в компании и в бизнесе с инженером, который сегодня создает это будущее. Chúng tôi tập đoàn Skyway đang làm việc và với cái công nghệ Skyway để mà tạo ra cái tương lai cho cả thế giới này. Мы вас зовем в бизнес, который определит развитие всей экономики, всей земли на ближайшие 30 лет. Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là chúng ta đang phát triển cái công nghệ thông tin, công nghệ giao thông vận tải trong 30 năm tới. Естественно, что этот бизнес очень рисковый, это бизнес венчурный. Đây là một cái công nghệ, một cái công nghệ mà để kinh doanh ấy, nó là một cái điều không thể tưởng tượng được, tức là nó vô cùng tuyệt vời. Ông ấy dùng cái từ Roscoe, tức là nó cao sang, nó là một cái điều gì đó mà các bạn không thể tưởng tượng được ra. Венчурном бизнесе зарабатывает только тот, кто приходит первый. Và đương nhiên là chúng ta là những người đầu tiên, đúng không ạ? Chúng ta đến với công nghệ này thì chúng ta sẽ được nhận tất cả. Те, кто 20 лет назад купил акции Apple, сегодня очень богатый человек. А cách đây 20 năm ai đã biết và mua đến cổ phiếu của Apple đấy thì là bây giờ đã trở thành tỷ phú hoặc là đang trở phú rồi. Мне 10 лет назад предлагали купить биткоин, на тот момент для меня непонятно, за 10 центов за что. À, cách đây 10 năm thì ông ấy đã được một người bạn mời mua Bitcoin. Lúc đó có 10 đô một cổ phiếu thôi và ông đấy đã không mua và rất là tiếc. Và bản thân Hiền cũng vậy, cách đây 4 năm khi mà Bitcoin có 13 đô thì đã có một người bạn mời Hiền mua và lúc đó Hiền đã coi thường vì không nghĩ đến mà bây giờ cảm thấy tiếc hồi hộp đấy. Потому что я не поверил в технологию блокчейн, которую мне предлагали вступить 10 лет назад. Vì là bản thân ông ấy và tôi đều không tin rằng là cái tiền điện tử ấy, bây giờ nó lại là xu hướng của xã hội. Сегодня я бы был миллиардером. Nếu lúc đó tôi và ông ấy mua thì có phải bây giờ chúng tôi đã trở thành tỷ phú không ạ? А кто-то поверил и вошел в этот бизнес. À, nếu ai tin thì trong cái cuộc chơi này thì chắc chắn các bạn sẽ trở thành người giàu có. И заработал очень серьезное состояние. Và chắc chắn là các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Một tràng pháo tay to lớn cho các bạn. Những người chơi đó ạ. Сегодня мы вам рассказываем о технологии, которая определит завтрашнее развитие, завтрашнюю экономику. Hôm nay tôi kể cho các bạn về cái công nghệ thế hệ mới của Skyway. Đó là tương lai, đó là tương lai của thế giới này. Кто-то в это верит? Ai tin? Ai là những người tin? Giơ tay lên nào, ai là những người tin nào? Chúc mừng các bạn. А кто-то не верит? Ai không tin? Так как я не верил 10 лет назад в биткоин. Giống như tôi 10 năm trước là tôi không tin ạ. Но сейчас я могу сказать, поэтому я не заработал на биткоине. À, vì chính vì vậy mà tôi cũng không kiếm được tiền từ биткоин.
Но я уже 20 лет занимаюсь технологией Skyway вместе с инженером Юницким. Nhưng tôi đã cùng 20 năm cùng với ông Anatoly Yunitsky làm việc ở trong Skyway 20 năm rồi. И возможности, которые есть в Skyway, они больше, чем всех информационных технологий вместе взятых. Nhưng tôi thông báo với các bạn một điều rằng là kỹ thuật của Skyway nó còn kinh khủng hơn tất cả mọi điều khác đấy ạ. Xin chào mọi người. Такая возможность, как открылась сегодня в Skyway, бывает раз в 100 лет. Kỹ thuật giao thông vận tải của Skyway 100 năm sau may ra các bạn mới gặp một lần. И дело каждого участвовать в этом проекте или нет. Các bạn có sẵn sàng để mà tham gia cùng với Skyway hay không ạ? Наша задача рассказать вам об этом проекте. Nhiệm vụ của chúng tôi là kể với các bạn trung thực về Skyway. Рассказать о тех перспективах, которые он несет. Chúng tôi sẽ kể với các bạn những cái điều mang lại lợi ích và đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bạn. Но чтобы не было никаких иллюзий, мы рассказываем и о рисках, которые сопутствуют проекту, которые есть в проекте. Риски. Мы рассказываем о рисках, которые могут быть. Chúng tôi kể cả về những cái điều gọi là mạo hiểm. Ví dụ những cái điều mà mạo hiểm đấy trong cái dự án Skyway với các bạn. Потому что еще раз повторю, проект венчурный, то есть высокорисковый. Vì chúng tôi muốn nói rằng đây nó là công nghệ cao, công nghệ của vũ trụ. Как у любого нового проекта, у него очень много врагов. Đây nó là công nghệ mà chúng ta sẽ được xây dựng ở không chỉ một số những cái thành phố mà tất cả các thành phố trên thế giới. И для того, чтобы строить Skyway по всему миру, надо сделать еще много и очень много серьезных шагов. Để mà xây dựng được tất cả con đường Skyway trên toàn thế giới, chúng ta cần phải làm việc và làm việc nhiều nhiều. Как уже рассказал и Кратишек, и Владимир Маслов, мы показали технологию. Giống như là vừa nãy ông Francisco hoặc là ông Vladimir đã kể với các bạn ấy, chúng ta làm việc về kỹ thuật và rất là nhiều và nhiều những cái vấn đề khác nữa. За 5 лет аккумулированы средства и построены опытные образцы в Беларуси. Với 5 năm chúng tôi đã xây dựng cái Marinopark và chúng tôi đã thu được rất nhiều kinh nghiệm. Сегодня начался новый этап развития проекта. Это уже построение адресных проектов. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu xây dựng tất cả những cái dự án mới, những cái dự án đầu tiên của Skyway trên toàn thế giới. И мы сейчас и с руководством Вьетнама, и с наукой Вьетнама обсуждаем очень серьезный проект во Вьетнаме. Chúc mừng tất cả chúng ta vì là không chỉ có chính phủ Việt Nam, không chỉ có các nhà khoa học Việt Nam đang bàn rất là nghiêm túc về vấn đề Skyway, xây dựng dự án Skyway ở tại Việt Nam. Và giống như các bạn biết đấy, cách đây có mấy ngày thôi đấy thì đã có cái bản ghi nhớ ký kết giữa lãnh đạo của tập đoàn Skyway với lại trường Đại học Giao thông, tức là sẽ thành lập ra cái khoa Skyway ở tại trường Đại học Giao thông để mà giúp tất cả các nước ở châu Á xây dựng Skyway không chỉ ở Việt Nam. Это строительство высокоскоростной трассы Ханой Хошимин. Đấy là con đường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Но чтобы вы понимали, это не просто строительство дороги, это не просто строительство трассы. Đấy không chỉ là xây dựng một con đường đâu ạ. Это фактически строительство нового линейного города вдоль всей трассы. Tức là như vừa nãy các ông nói, không chỉ là xây dựng một con đường, và khi chúng ta xây dựng con đường đó thì chúng ta sẽ xây dựng một loạt các cái thành phố nữa ở cạnh con đường đó. Tức là các thành phố và dân cư sẽ chuyển đến đấy. Где будет жить население в два раза больше, чем сегодня население Вьетнама. Và ở đấy, ở những con đường đó thì tạo ra những cái thành phố mà có thể là lớn nhất, đôi gấp ba Hà Nội. Một tràng pháo tay nhé. Но чтобы вы понимали, что такое жить в таком городе, чем отличает, будет отличаться жизнь в новом городе от сегодняшней жизни. Các bạn cứ tưởng tượng xem các bạn sẽ được sống ở một cái thành phố mới có những cái con đường Skyway vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Во-первых,
это полное отсутствие такого понятия, как пробки, то есть задержка при движении. Các bạn cứ tưởng tượng là Hà Nội này, Sài Gòn này và tất cả các thành phố trên thế giới đều bị tắc đường đấy. Thế mà mình ở đây mình sống ở trong một cái thành phố nó tuyệt vời như vậy. Из любой точки этого города, либо в Ханой, либо в Хошимин, можно будет проехать за 30 минут. Có những cái đoạn đường mà các bạn đi chỉ có khoảng 30 phút thôi. Причем это очень комфортная езда. Đấy là cái con đường vô cùng tuyệt vời và vô cùng thuận tiện. Причем настолько комфортная. Ở đây nói nhiều đến cái sự thuận tiện và của các cái con đường Skyway. Что вы не вставая со своего стула дома. Các bạn có thể buổi sáng các bạn chỉ cần nhấc người ra khỏi cái ghế. Не снимая своих тапочек. Không cần phải tháo giày. Можете уехать в любую точку этого города. Và các bạn có thể đi bất kể thành phố nào, đi bất kể đến một cái điểm nào đó trong thành phố không bị tắc đường. А со временем и в любую точку земли. Và tương lai nó sẽ là các bạn có thể đi đến tất cả mọi điểm trên toàn thế giới này đấy ạ. Не отрываясь от своего компьютера. Không cần phải rời khỏi cái máy tính của mình. Не переставая общаться в интернете. Không cần phải ngắt đoạn khi mà các bạn đang giao lưu với bạn bè trên toàn thế giới. На сегодняшний наши оппоненты говорят, это фантастика. Tất cả khi mà mọi người trên toàn thế giới này nghe cái điều đó và nói rằng là đó là một cái gì đó nó có vẻ như là viễn tưởng. Но это фантастика для них. Thực ra viễn tưởng đối với họ thôi. Для нас это уже реальность. Với chúng ta thì đây là hiện thực đúng không ạ? Для кого-то фантастика был Skype, то есть разговор по видеосигналу с любой точки мира. Skype. То есть Skype была еще там 20 лет назад фантастика. Tức là nếu các bạn cứ tưởng tượng xem nếu mà 20 năm trước các bạn nghe thấy cái điều này thì đúng là quá viễn tưởng đúng không ạ? Bản thân tôi khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy con đường này và tôi nghĩ rằng đây là thế giới khác ấy, chứ không phải là сегодня это абсолютная реальность. Đây đó là điều hiện thực và rất hiện thực ạ. Причем такая реальность, что у меня младший сынишка, которому 3,5 года, по Skype общается со своим приятелем из Болгарии. Đấy, tức là con trai của ông mới có 3 tuổi rưỡi thôi thì đã giao lưu với bạn ở một cái thành phố khác rồi. Yes. Поэтому то, что мы сегодня сделаем с точки зрения инженерной школы, которую создал Юницкий. Tức là hiện nay thì đang thành lập ra những cái trường để mà tạo ra những kỹ sư và những công nhân của Skyway do ông Anatoly Yunitsky. Это абсолютная реальность. Điều đó vô cùng là hiện thực. И ту систему, которую мы сейчас создали и куда мы вас зовем. Cái mà chúng tôi dẫn các bạn đi và dẫn các bạn từ các bạn đến với chúng tôi. Это быть в команде первых, кто создает и входит в эту технологию. Chúng ta sẽ là những người đầu tiên tham gia vào dự án Skyway. И соответственно, кто первый будет получать от нее дивиденды и прибыль. Đương nhiên là các bạn sẽ được không chỉ nhận được cổ phiếu này, các bạn còn được nhận tức là nó gọi là cổ tức của Skyway. Еще раз повторюсь, что если не было бы риска в этом бизнесе. Đây риска, то есть если бы это был безрисковый. Điều đó nó không có sự mạo hiểm. То сюда бы пришли все одновременно. Tất cả chúng ta đến cùng một lúc. Но тогда бы никто не мог заработать. Nhưng khi đó không ai có thể. Весь никто бы не смог заработать, потому что пришли все разом одновременно. Nếu các bạn đến từng giai đoạn khác nhau thì chúng ta không kiếm được tiền. Как и в любом венчурном бизнесе, выигрывают те, кто приходят первые, кто первый на себя берет ответственность. Chúng ta là những người đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những cái lợi lộc từ dự án. И я вас всех очень поздравляю и очень рад, что вы сегодня здесь, в этом зале. Tôi rất chúc mừng các bạn vì là các bạn là những người đầu tiên và các bạn đã có mặt ở đây, đúng ở đây này. Что вы сегодня поддерживаете и участвуете в проекте Skyway. Chúc mừng các bạn vì các bạn đã không chỉ là tức là ủng hộ dự án, lại còn tham gia cùng dự án cùng với tập đoàn Skyway. Потому что у вас этот шанс есть. Vì điều đó là có cơ hội cho tất cả chúng ta đấy. В заключение хочу рассказать такой русский анекдот. Cuối cùng thì tôi muốn kể một câu chuyện Tiểu Lâm về tiếng Nga, một câu chuyện Tiểu Lâm tiếng Nga. Так, когда у вас евреи, знаете, что такое, да? Евреи, да. Когда ông ấy нói về cái dân tộc
Ivri giống như là chúng ta nói về dân xứ Nghệ đấy ạ. À, tức là có một cái ông người người Do Thái, ông ấy cả đời ông ấy chỉ cầu khẩn làm sao để ông ấy trở thành triệu phú. À, đương nhiên là ông ấy chỉ có ngồi cúng thế thì không bao giờ là ông ấy trở thành triệu phú rồi. Và ông nói rằng là trời ơi, tại sao ông trời lại không cho tôi nhiều tiền? Облака, то есть сверху Бог ему говорит. Và ông trời ông nhìn từ trên ông vạch mây ra ông nói. Он говорит, ты за всю жизнь купил бы хоть раз лотерейный билет. Ông ấy nói rằng là chỉ một lần thôi, chỉ cần một lần thôi, bạn mua xổ số. Тогда бы у тебя был шанс хотя бы разбогатеть. Thì lúc đó bạn đã có khả năng là bạn có thể trở thành triệu phú rồi. То есть если человек ничего не делает, он не может получить никакой результат. Nếu mà bạn không làm cái gì cả, làm sao mà bạn có thể trở thành triệu phú được? Никакой результат. Và không thể nào mà có kết quả được. Поэтому если человек не рискует с точки зрения бизнеса, он не может заработать. Nếu bạn không mạo hiểm thì không bao giờ bạn có thể kiếm được nhiều tiền. Те, кто сегодня приходят в Skyway, они естественно рискуют, потому что это меньше. Tất cả chúng ta là những người đã đến với Skyway và chúng ta đã mạo hiểm đúng không ạ? Một lần trong đời để chúng ta cùng với Skyway kiếm được nhiều tiền. Они рискуют так же, как когда-то кто покупал акции Apple. Đấy, giống như là trước ấy là còn đã có những cái người mà cách đây độ 10 năm ấy, người ta dám mạo hiểm, người ta bỏ ra tiền để người ta đầu tư với tập đoàn Apple. Кто покупал акции Microsoft вначале? Đấy, ai đó mua акции của ông Microsoft ấy, tức là Bill Gates. Кто 10 лет назад покупал биткоины за 10 центов за? Đấy, nếu ai đó 10 năm mà mua thử như 10 cent thôi, một cái đồng Bitcoin ấy, mua nhiều thì bây giờ người ta đã trở thành tỷ phú. Они естественно рисковали. Đương nhiên là những người đó là những người dám mạo hiểm. Но они получили вознаграждение за свой риск. Và chính vì cái sự mạo hiểm của người ta, và bây giờ người ta đã trở thành triệu phú, đa triệu phú và tỷ phú. Ai đó không bước đi ấy, tức là mục tiêu ở đằng trước, nhưng nếu không bước đi ấy, thì không bao giờ đến đấy. Đương nhiên là người ta không thể nào mà có cái cơ hội để trở thành tỷ phú và triệu phú. Поэтому, друзья, я рад, что вы в Skyway. Chính vì vậy mà tôi rất là vui mừng Skyway. У нас с вами очень хороший шанс получить серьезный результат. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái cơ hội để trở thành tỷ phú, triệu phú và đa triệu phú cùng với Skyway. Спасибо. Cảm ơn tất cả các bạn. Một tràng pháo tay to hơn nữa các bạn. Спасибо, Сергей. Сергей. Потом еще будут вопросы-ответы, мы будем отвечать еще. А, tí nữa chúng ta sẽ có những câu hỏi, ai hỏi thì sẽ có sự trả lời. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Ой. Xin nhiều, xin nhiều. À, chúng ta thấy rằng là có nhiều thông tin rất là tốt, chúng ta có cái vận hành trong bộ não này đưa ra kết quả tốt cho chúng ta. Và sau đây nữa thì là sẽ có một cái chương trình là có những câu hỏi và trả lời. Ai có câu hỏi cứ hỏi cái vấn đề nào cũng được, thấy cái thắc mắc lâu nay mà mình thấy kẹt vấn đề này vấn đề kia thì sẽ có ba nhà lãnh đạo ở đây sẽ trả lời để các bạn sẽ hiểu một cách thực tập. Và chúng ta chỉ có hiểu rõ, chúng ta không hoài nghi, chúng ta có niềm tin thì chúng ta thành công ngay từ lúc bây giờ. Còn nếu hoài nghi, không có niềm tin, chúng ta thất bại ngay từ bây giờ. Cho nên bây giờ đề nghị nhá, tất cả ai là có câu hỏi, tôi sẽ đưa micro đến tận nơi. Ai có câu hỏi? Điều chắc chắn ấy, tôi nghĩ rằng là những người chúng ta đều là phần lớn đây là toàn những người đã đầu tư. Và ai cũng có những câu hỏi cũng chỉ riêng dành cho bản thân mình mà dành riêng em cho thì, Thanh Hiền xin có một câu hỏi là Thanh Hiền thì có nghe các bạn đã đi dự ở Belarus về, các bạn nói rằng là tháng 9 này thì tập đoàn sẽ ra cái blockchain, tức là cái đồng token. Và Thanh Hiền cũng muốn biết là với cái đồng token đó thì những người Skyway ở đây ạ, chúng ta là những cái nhà đầu tư đầu tiên thì có được mua với cái giá rẻ như là cách đây năm 2014 mà tập đoàn phát hành cổ phiếu lúc đó là 1.000 đô mua được 1 triệu cổ phiếu ạ.
Nếu bây giờ tháng 9 mà phát hành mà chúng ta 1.000 đô mua được 1 triệu token có sướng không ạ? Và tôi muốn hỏi các anh là có đúng như thế không ạ? Chúng tôi đang mơ cái điều đó đấy. Có lẽ là chúng tôi cần hỏi. Suggest ia khachu nu sama vapros mui. Mui ia slushala các đàm các đà vơ miska bül mai druzay ani были там и они говорили в сентябре будет это token. Token. Blockchain, blockchain. Блокчейн, да? Я хочу узнать, похож ли нет. 14-м, когда мы... Cổ phiếu là cái gì nhỉ? Tính... Thanh Hiền thì tất cả các danh từ về âm nhạc thì Thanh Hiền biết, tại vì Thanh Hiền học về thạc sĩ âm nhạc, nhưng mà về kỹ thuật và về cổ phiếu chứng khoán là Hiền không biết ạ. À, tức là я хочу узнать. Не, можно в nghĩ câu hỏi đi ạ, tại vì là không phải dừng các ông ấy đến đây để cho chúng ta ngồi yên thôi, hỏi đi, hỏi tất cả những cái gì mà các bạn không hiểu. Так как Сергей Жигала, như là anh Sergey đã nói ạ. Celý business plán byl sestaven v roce 2014. Toàn bộ chương trình tài chính này bắt đầu là khởi động từ năm 2014. Kto vtedy mohl předpokládat, že o 4 roky bude nějaký coin, bude nějaký blockchain, bude nějaká takáto technologie? Nikto. Trong năm 2014 đấy, trước năm đấy 2014, đã có ai biết gì về Skyway chưa ạ? Và có ai nếu như đã biết ấy, thì chúng ta không nói gì, những người đã biết ấy, có trong thời gian trước đây có ai nghĩ rằng là sẽ có một đồng coin của Skyway không? Có ai nghĩ ra rằng là nó sẽ cái sự tăng trưởng của Skyway nó sẽ tăng đến mức độ như này không? Když tato technologie přijela v roce 2016 objevila. Từ năm 2016 ấy, právě pan Sergej Sibiriakov s naším kolegom začali pracovat na systému blockchain. Từ năm 2016 ấy, thì anh Sergej Sibiriakov đã kết hợp với chúng tôi để làm cái chương trình làm cái đồng tiền điện tử là cái blockchain. Teďkom na systému blockchain dělá pan Junický se svým týmem na holdingu. Hiện nay trong thời hiện nay ấy, thì cái chương trình blockchain thì đã ông Yubisky và cái đội nhóm đang phát triển để làm các bây giờ hiện nay là ông Sergey là bắt là người bắt đầu ý tưởng người ta và để làm, nhưng mà hiện nay người thực hiện là chính là ông chủ tịch Yubisky cùng với đội nhóm. Teďkom našou úlohou je pro vás, pro všechny, kteří se chcete zúčastnit při budování adresních projektech. Trong thời gian hiện nay ấy, thì với chúng tôi, đối với chúng tôi tất cả các bạn, đấy như các nhà đầu tư
thì có quyền tham gia vào tất cả các cái bất kỳ cái dự án nào mà nó sẽ làm. Umožnit účast v týchto projektech formou tokenizace. Và tạo điều kiện cho tất cả các bạn, các nhà đầu tư ấy, có thể được tham gia vào dự án đó theo cái chương trình token. Na rozmístění tokenu přes burzu a pak možnosti nákupu tokenu, tam nepotřebujeme blockchain. Với cái chương trình này ấy, thì qua cái dự án có cái token này ấy, có thể là sẽ qua theo một cái blockchain. Có nghĩa là để hiểu cái nữa là cái dự án này khi mà có cái token rồi ấy, thì nó sẽ không cần đến blockchain. Všechny adresné projekty, na kterých teďkom děláme, na všechny bude možné účastňovat se formou nákupu tokenu. Mọi dự án khắp nơi mà có sẽ xây dựng thì nhà đầu tư sẽ được tham gia vào đấy với hình thức là mua token. Samozřejmě přes burzu. Tất nhiên là thông qua cái sàn. A tím pádem umožníme financování těchto adresných projektů i fiat penězi, i různými coinami. Cũng nhờ đó mà chúng tôi có thể phân bổ được cái khi mà mua cái token ấy thì nó chúng ta sẽ phân bổ cho được các cái từng dự án và qua đấy thì đã chuyển sang cái đồng coin. A právě před každým oficiálním otevřením projektu và đến các dự án mà một cách là chính thức và dự án mà mở. My vy ze Skyway Capital budeme mít možnost předkupního práva za velmi výhodných podmínek. Thì tất cả chúng ta như tôi và các bạn ai cũng có quyền được quyền ưu tiên để mua cái token. Až když my uskutečníme naše nákupy za velice dobrých podmínek. Và chúng ta là người được ưu tiên, cho nên chúng ta mua được với một cái điều kiện nó tốt hơn. Až pak se otevře veřejně ten projekt pro všechny, samozřejmě už za jiných podmínek. Và sau đó khi mà chúng ta mua xong rồi, nếu mà không mua nữa thì mới mở ra cho cái đại chúng lớp thứ hai, những người sau thì tất nhiên là nó sẽ đắt hơn. Čiže my investoři Skyway Capital při každém adresném projektu budeme mít výhody. Có nghĩa nói cái đơn giản là chúng ta là những nhà đầu tư, những người tham gia vào Skyway, chúng ta là người cổ đông của Skyway, chúng ta sẽ có được cái quyền được ưu tiên để mua các cái token của các dự án cụ thể và như vậy chúng ta có lợi hơn ở những người mà đang chưa vào trong hệ thống này. Ok. Tiếp theo không biết là có ai có một cái câu hỏi nào khác không ạ? Xin mời em. Em muốn hỏi là trong cái 15 giai đoạn phát hành cổ phiếu, phát hành bán ra ấy, thì cái đợt thứ hai này là 73 tỷ mấy trăm triệu đó, thì nếu mà thì trong cái giờ giấy chứng nhận ấy, giấy chứng nhận của Đông nó đã lên đến hơn 70 tỷ rồi, thì vậy có nghĩa trên danh nghĩa thì còn khoảng hơn 3 tỷ thôi đó, và nhưng mà trong cái giai đoạn ba cái giai đoạn 13, 14, 15 thì nó đã rơi vào 5 tỷ rồi đó, theo kế hoạch thì liệu thì cái giai đoạn 13, 14, 15 thì có còn những giai đoạn nào đó, và cái lượng cổ phiếu như thế có chính xác? Xin lỗi bạn, là có lẽ là bạn hơi nhầm cái trong cái khái niệm này, vì cái số cổ phiếu ấy không phải là 73 tỷ mà là 60 tỷ bán ra, chứ bạn nếu mà bạn nói về giai đoạn 2 mà là 73 tỷ chắc là tôi thấy không phải không? Chính xác là cái phát hành cái giấy phép thứ hai là 73 tỷ, cái đầu tiên là 60, là cái đấy là xong hết rồi anh ạ. Giai đoạn thứ hai là 73. Đúng rồi, 73 rồi. Chính xác luôn. Takže to není, já jsem se neměnil.
Nè nè. Giấy không nhỉ? Cái giấy viết ấy, giấy viết, cái bảng giấy viết ấy. Richard ấy. Tak to popíši. Tak như là cái mô tả là như này nhá. Celý có cái tờ giấy gì không nhỉ? Cái tờ phải vẽ được không? Řekni, že já to popíšu, jak ten celý proces je ve skutečnosti. Společnost Global Transport Investment. Podle certifikátu, které můžeme vidět na stránce. Như các bạn đã có thể nhìn thấy ở trên cái trang web của tập đoàn ấy. Emitovala 400 milionů podílů. Đã được định ra là 400 tỷ. Z těchto 400 miliard podílů 15% bylo převedeno. Và trong đó ấy, thì 15% đã được tách ra. Na Eurasia Rail Skyway System Holding. Tức là 15% của 400 tỷ, tức là 60 tỷ đúng không? Và 60 tỷ này được chuyển sang cho cái holding là Euro-Asian Rail Skyway Holding Holding Limited. A když si to prepočítáte, je to 60 miliard. Ze 400 miliard, 15%, 60 miliard. 15% trong số 400 tỷ đấy để chuyển sang cho cái holding và RSS HOHAT thì nó là 15%, thì có nghĩa là tổng là 15% nhân với 400 là bằng 60 tỷ. A teď kom byla otázka, jak tyto akce dostať k investorům? Thì cái vấn đề là cái số cổ phần đấy làm thế nào để mà đến tay những cái người đầu tư ấy. A tím pádem zabezpečit příjem na fungování holdingu. Bởi vì cái số tiền, tức là tiền đầu tư của các nhà đầu tư thông qua các cái cổ phần đấy để đưa đến cho tập đoàn để bắt đầu khởi động để hoạt động. Co je to vlastně holding? Holding je vývojová výrobná normální společnost, která funguje, zaměstnává tak lidi, jako tu u vás nějaké výrobné závody. Nói cái đơn giản như này, cái holding đấy là có nhiệm vụ là bắt đầu là khởi nghiệp, phải bắt đầu từ nghiên cứu rồi là những cái công việc mà hoạt động từ bắt đầu để có thể là nuôi ngay từ đầu, bắt đầu từ cơ sở bắt đầu. A teď kom pro Junického byla otázka. Zabezpečit fungování holdingu na základě úvěru z bank a půjček? Câu hỏi đầu tiên ấy, đó lớn nhất là câu hỏi là lấy tài chính đâu ra để cho hoạt động của cái holding đó. Samozřejmě tím by se společnost zadlužila. Nếu như mà cái số tiền đấy lấy bằng từ cái nguồn vay của quỹ hoặc là về tiền vay của từ ngân hàng ra thì có nghĩa là cái công ty sẽ bị mắc nợ. Nebo se zdat systém možnosti crowdfundingu. Thì một ấy là có thể là đi vay. Hai ấy là cái hình thức khác là crowdfunding, có nghĩa là đầu tư đại chúng. A na to služí naša společnost Skyway Capital jako jedna z tří cerských společností holdingu. Thì Skyway Capital là một trong ba chi nhánh để hoạt động. Na zabezpečení příjmu od vás, nás, investorů. Để mà cái nhằm mục đích, tức là thu hút cái đầu tư của các nhà đầu tư của các bạn
về vào cho để hoạt động na činnost holdingu để cho holding hoạt động này. A jednak zabezpečuje distribuci startupových akcí tým lidem, kteří dělají investice. Và ngoài ra là còn để đảm bảo sự hoạt động của cái nhà hoạt động trong lĩnh vực cộng đồng mạng ấy, hoạt động cho đi như là chúng ta đang hiện nay. Za ty roky vznikla situace, že a bylo odprodáno. Sau 4 năm ấy thì đã tiến tới đến một cái lúc nào đó là cái đã bán được một số lượng 50% minus 1 akcie 50% trừ đi 1 50% minus 1 akcie khối lượng tức là 50% trừ đi 1 cổ phần ze společnosti Evrasia Rail Skyway System Holding nam investorům từ trong cái số lượng mà cổ phần của cái holding ấy. A pak se založila druhá společnost Evrasia Rail Skyway System Holding 2. Và sau đó thì lại lập một cái holding mới, holding 2, thứ hai. Kde se z Global Transport Investment provedlo 18% akcií. Và sau đó thì chuyển vào cái tập đoàn tức là Global Transport sẽ chuyển 18% vào cái holding thứ hai. Co bylo 78 miliard? Có nghĩa là 78 tính ra 18% của 400 tỷ có nghĩa là 78 tỷ. A cho vào cái holding thứ hai. Z téhle tý společnosti takisto se odpredá 50% minus 1 akce. Và tất nhiên là trong cái holding mới này cũng sẽ bán ra số lượng là 50% trừ đi 1 cổ phần. A s těmi zbylými akcemi, které ostají v těchto dvou společnostech? Và cái số lượng mà cái cổ phần bán ra đấy cho hai cái holding ấy. No společnost půjde na burzu přes IPO. Sau khi đó khi bán xong hoàn thành xong cái giai đoạn đó thì sẽ là tiến hành IPO. Z toho celkového počtu momentálně k dispozici tak zhruba 7-8 miliard akcí nevíc. Do poslední etapy, do 15. etapy. 7-8 miliard. Câu hỏi mà của anh quan tâm ấy là còn bao nhiêu cổ phần đúng không? Từ bây giờ cho đến cái đoạn 12 ấy, cái đoạn 10-15 ấy là còn độ khoảng ước chừng là khoảng 7 đến 8 tỷ nữa. Thế bây giờ bạn có tiền bạn mua hết thì ấy không còn ai mua nữa đâu. Jestli pán bude mít na to dost finance, takže... Já mu pomůžu. Teď je můj sejcu. Trong cái holding thứ hai thì nó đã là hơn 70 tỷ rồi, trên 73 tỷ thôi. Trên 73 tỷ mấy trăm, có nghĩa là cái holding thứ hai nó còn cái giấy chứng nhận của người ta nhận được nó còn rất là ít. Jsem říkal, že ještě takých 8 miliard je, ale to není teďkom to důležitý. Cái vấn đề này không phải là quan trọng lúc này. Chúng ta chỉ mất thời gian. Tam je 70. Không phải đâu. Tam je 70, ještě 8 miliard je. Ale to není absolutně důležitý. Nebo ještě společnosti další akce jsou. Vẫn còn cổ phần, các bạn cứ yên tâm là vẫn còn cổ phần để mua. Thì cho tôi xô là system, cho xem gì cả.
yên tâm đi. Đấy là chỉ không, tức là theo ông ấy, từ giờ cho đến hết giai đoạn 15 chúng ta vẫn còn 7 đến 8 tỷ cổ phần. Teďkom se klidně může stát, že se přeskočí dvě etapy, jak se to udělalo z 10 na 12 etap. Tất nhiên là cái mối nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn, là sẽ có những cái nhà đầu tư nào ấy mà có thể rất nhiều tiền, người ta mua cả một giai đoạn rồi đốt cháy một trong hai giai đoạn nào thì rất có thể. Tôi quan tâm đến như ông nói thì cổ phiếu còn độ khoảng 7 tỷ. Tức là chúng ta vẫn chưa hết cái giai đoạn 12, còn 13, 14, 15. Và chúng tôi muốn biết được là khi mà chúng tôi đi tư vấn, gọi chia sẻ về dự án thì rất nhiều người ta hỏi là khi nào thì tập đoàn sẽ lên sàn. Và đó là điều quan tâm của tất cả chúng tôi đấy ạ. Dự đoán ạ. Sergej by povedal, Sergej by řekl. Anh Sergej đã nói rồi ạ. Že když doma otevřete okno, khi mà các bạn cứ mở cửa sổ ra, a uvidíte, že tam jezdí Skyway, tak už jsme na IPO. Lúc nào mà các bạn nhìn thấy ra sau cửa sổ là con đường Skyway ấy, là đúng cái IPO đấy. Já to řeknu trochu jinak. Nhưng mà tôi thì tôi nói cách khác. Představte si situaci, že teďkom bez kapitalizace hodnota našich akcí je nějakých 0,05 dolarů. Hiện nay thì để mà tính ra cái giá trị thực tak của cái cổ phần chúng ta là không phải bao nhiêu đấy. Diskont jedna ku 50. Có nghĩa là bây giờ là 1/50. A Junický by se rozhodl jít na burzu, na IPO. Lúc này IPO. Thì chưa thể là quyết định là IPO được. Kto by chtěl naše akcie na burze? Nếu như mà với cái giá trị như vậy thì ai sẽ mua? Pozná někdo Skyway okrem vás? Tôi biết được ai nhìn thấy Skyway bên xung quanh. Kolik projektů Skyway udělala ve světě? Ai biết là trên thế giới này đã thực hiện được bao nhiêu dự án Skyway chưa? Aké má vybudované Skyway jméno, image vo svete? Và Skyway hiện nay đã có một cái hình ảnh nào trên thế giới chưa? Kto nás zná? Ai? Kto nás zná? Ai nhận ra được chúng ta? My známe, co to je za technologii. Chúng ta thì đã biết về cái công nghệ đấy rồi. Ale zná to každý. Nhưng mà có phải là tất cả? Co by se stalo s akcemi? Cena by išla dole. Nếu, nhưng mà lúc đấy á, mà lên IPO rồi, không ai biết gì cả, không biết gì cả, thì nó rớt. Co je potřeba udělat? Je potřeba udělat reálnou kapitalizaci. Je potřeba udělat reálný nárast hodnoty společnosti. Thì có nghĩa là để mà cho nó về vị trí quan trọng nhất là được nó về thành cái chương trình là dự vốn hóa ấy, là thành về vị trí thực của nó, về chỉ thực của nó. Có nghĩa là chúng ta phải có các dự án cụ thể để mà nó nâng cái giá trị thực của cái cổ phần nó lên ngang với cái giá trị của cái đồng với nó lúc ở bằng cái này. Ông ấy bảo là tôi thì bảo thế này, ông bảo thế này cơ. A reálné hodnocení společnosti bude jenom a jenom, když budeme stavět adresní projekty. Để cho nó về vị trí thực của nó so với vị trí của cái đồng, tức là một đô một cổ phiếu ấy, chúng ta sẽ làm được khi mà đã có dự án cụ thể đã được xây dựng. Co se pak stane? Ta dnešní hodnota naší akcí dosáhne nominálnu hodnotu? Để cho đúng về được cái về vị trí mà đang dự định đấy. A když o nás už budou vědět, khi mà tất cả ai cũng biết về chúng ta rồi ấy,
někdy příštím roce. Ví dụ như là trong năm tiếp theo. Udělat IPO. Thì là sẽ là IPO. Když ostatní budou vidět, co je to za technologie, která funguje. Khi mà ai cũng biết rằng là cái công nghệ này là hoạt động được thực sự. Thì akce všichni budou chtít. Thì tất cả ai cũng sẽ muốn mua thôi. A pak ta hodnota půjde hoře. Mà khi mà ai cũng muốn ấy, ai cũng thích ấy, thì là cái giá trị của nó sẽ... Co uděláte? Thì vậy thì các bạn sẽ làm cái gì? Vy chcete odprodáte přes bursu? Thế thì bây giờ các bạn sẽ bán không? Alebo si počkáte na každý krok. Hay là ngồi chờ đã, ngồi chờ để cho nó lên đã. To je jednoduché. Chuyện rất là đơn giản. Ani Apple, ani Microsoft, ani Boeing, ani žiadna veľká spoločnosť nešla na burzu, když hodnota ich akcií byla v cente. Ông ấy nói là tất cả các cái công ty mà như ông vừa nói xong các bạn chắc được cũng nghe rồi đúng không? Ví dụ là Boeing, hay là Microsoft, hay là Apple, hay là cái gì gì đấy nữa. Thì không bao giờ người ta lên IPO khi mà cái giá trị vẫn còn mấy cent. Zuckerbergovi trvalo 7 let, kým připravil Facebook na IPO. 7 let. Quá trình để chuẩn bị để lên sàn ấy, ví dụ Facebook hoặc tất cả các cái công ty khác ấy, nó phải 7 năm. My sme v 4. roku. Mà chúng ta mới là připravili. Startupové fáze. Zuckerbergovi trvalo 7 let, kým išol, kým přešel na burzu. Trong đó các công ty Facebook là nó là đến 7 năm. Hết 7 năm để chuẩn bị và nó mới lên sàn. Teď có akcie Facebooku, ja nevím, 6 sú okolo 175 dolarů. Giá trị của cổ phiếu của Facebook ấy, hình như là khoảng 170 đúng không? 170 đô. 207, 207. 207. 207 đô. Một cổ phiếu của Facebook. Kolika ti z vás mají akcie Facebooku? Thế bây giờ ai trong các bạn là có cổ phiếu của Facebook? Proč ne? Tại sao lại các bạn không... Však tam bylo 7 let možnost nakúpiť tie akcie za centy. Thế thì bây giờ ấy, tất cả chúng ta đều có một cái khả năng là sau 7 năm nữa là chúng ta có một cái cổ phiếu 207 đô. Otázka je, kto o tom viedel? Câu hỏi đặt ra, ai đã từng biết đến? Ai biết đến nó? Ale teďkom máte možnosť viedieť a teďkom víte, že aj akcie Skyway sú za centy. Trước đây 7 năm ấy, chắc là không ai biết đến Facebook về cái cổ phần của cổ phiếu Facebook. Thế bây giờ ấy, thì ai biết đến cổ phiếu hay là cổ phần của Skyway? Bây giờ ai sẽ mua? A přijde čas, když budou totéž všet 100 dolarů. Và sẽ có lúc nào đó thì cái cổ phiếu của Skyway cũng sẽ là 100. Zarobia ti lidi, kteří koupí pak akce? Thì bây giờ sẽ những người mà có mua được cái vài cổ phần ấy. Ale pozarobíme my, kto sme si kúpili akcie startupovej fáze za centy. Hay là mua một cái cổ phần khác, cổ phiếu khác mà nó chỉ có một vài tí, một ít thôi. Jednoduché. Một chuyện đơn giản, tức là chúng ta có nghĩa là chúng ta mua cái cổ phiếu, cổ phần của Skyway hay là mua của cái khác. Bên nào nó có lợi hơn? Các bạn có thể là một điều rất đơn giản, các bạn có thể nghĩ ra được. A naopak sú opačné příklady, když se společnosti velice rýchle išli na burzu. Có những cái công ty khác ấy, mà cứ vội vàng để lên sàn. S malými hodnotami svojich akcií. Với một cái giá trị của cái cổ phiếu rất là nhỏ. Zanikli. Và sau đấy thì là xuống, sập, chết. Ještě nějaká otázka? Có câu hỏi nào khác ạ? Tady mikrofon. Quay lên ạ. Xin chào tất cả quý khán giả trong căn phòng hôm nay. Mình có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là theo mình tìm hiểu đấy thì theo luật cái cổ phiếu đầu tư chứng khoán đấy thì là người Việt Nam không được phép, tức là cá nhân không được phép đầu tư chứng khoán ra nước ngoài. Thì bây giờ những người Việt Nam mà cá nhân mà đầu tư cổ phiếu ra bên ngoài thì mai sau thì cái việc mua bán, trao đổi và giao dịch thì nó như thế nào? Tập đoàn xử lý cái vấn đề này như thế nào? Các cổ đông của Việt Nam. Ai bảo là không được nữa.
Do Bitcoinu můžete investovat. Že do Bitcoinu můžete investovat. Xin hỏi các bạn một điều nhé. Các bạn có ai đây mua, có ai có Bitcoin không ạ? Můžete hoci kde dávat kredit, kde vy se rozhodnete. Kredit. Ano. Dostat kredit, příslub za svoji investice. Như vậy thì các bạn mua một đá Bitcoin rồi thì các bạn có thể sử dụng được nó không? Có thể điều khiển được nó không? Có cấm không? Có ai cấm không? Když jsem v lani byl tady vo Vietnamu. Nếu như mà ở trong Việt Nam cũng bị cấm ấy. Tak jsem se pýtal, či vláda podporuje zahraniční investice. Nếu như mà cái này bị cấm ấy, thì chắc chắn là chính phủ đã ngăn cản cái nguồn đầu tư từ nước ngoài vào. A dostal jsem odpověď, že ano. Tôi nghĩ rằng là có, đúng là như vậy. Ptal jsem se, či vláda podporuje startupové společnosti. Dostal jsem odpověď, že ano. Tôi đang muốn đặt ra là nhà nước có muốn ngăn cản cái nguồn đầu tư của nước ngoài không? Startupové ano. A keď my jsme zostrojili technologii, která přijde sem do Vietnamu na zlepšení podmínek tuto obyvatelů Vietnamu, tak já si myslím, že v tom nic zlé nie je. Theo tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là khi mà Skyway đang chuẩn bị một cái chương trình về công nghệ về giao thông như này đi vào trong mục giao để mà mang nguồn lợi lại cho người dân như này thì tôi không nghĩ rằng là chính phủ sẽ cấm. Thì investice nie zostávajú zahraničí, ale sa vracia sem do Vietnamu. Mà ngược lại cái nguồn đầu tư này là sẽ mang được thu hút được các cái nguồn đầu tư từ nước ngoài đi vào về Việt Nam chứ không phải là cái tiền đây sẽ chảy ra ngoài. Nếu mình các bạn đã chơi Bitcoin và làm Bitcoin thì biết đấy. Nếu giao dịch Bitcoin thì nó cũng phải thông qua sàn và giao dịch bằng công nghệ blockchain thì ví là chuyển đổi trên toàn thế giới được. Nhưng mà mình cũng đã tìm hiểu sơ bộ đấy thì cá nhân mình khi mình đã mua là được, đầu tư là được. Nhưng đến lúc người cá nhân muốn giao dịch trao đổi thì phải thông qua một trong cái sàn trung gian. Chứ không chứ còn một cái sàn chứng khoán trực tiếp của tập đoàn được. Thì cái điều đó có đúng không? Mất thời gian quá. Xin lỗi như này, đây là cái câu hỏi mà có khi là trả lời không phải là được một lúc mà có thể ngay được. Mà nếu như bạn mà có những thắc mắc riêng thì chúng tôi trả lời riêng cho bạn được không? Bởi vì những cái này nó rất là dài, nếu mà giải thích rất là dài dòng là chúng ta thì có thể là giải đáp riêng cho bạn. Xin hỏi là ai có câu hỏi khác? Em chỉ ở đây đưa câu hỏi là thì nếu sau khi anh thôi thì làm thế nào với em thu tiền về được ạ? Được ạ, đúng không ạ? Làm thế nào để có thể em thu cái tiền đầu tư về túi mình được? Còn nếu như trên kia thì tôi chỉ con số thôi ạ. Mời anh hỏi lại được. Dạ em muốn đưa ra câu hỏi là bây giờ tất cả những cái con số đấy như số cổ phiếu ấy em chỉ nhận được mỗi giấy chứng nhận với cả cái con số ở đằng trên thôi. Vậy thì nếu như sau khi đấy thì làm thế nào để bọn em nhận được cổ tức, làm thế nào để bọn em có thể là bán để thu tiền về đấy của em? Thank you.
trả lên tầng 2 này, cái phố trong phòng này. Ok. Ok. Momentálne už máte aj vy svoju stránku vo vietnamštine. Hiện nay các bạn đã thấy ở trên trang của mình là đã có tiếng Việt rồi ạ. Trong ID của mình ấy, đã có tiếng Việt không? Tak je. Každá jedna investice se dělá na základě konvertibilní zmluvy. Mọi cái đầu tư của các bạn ấy là đều có cái hợp đồng. Convertibilita znamená vymeniteľnosť. Có nghĩa là cái hợp đồng này là có thể là cái gì? Có thể chuyển đổi. Každý té konvertibilné zmluvě je napsáno. Ở trong cái hợp đồng đó ấy, thì nó có cái gì? To ručí za investice, kto je agentem? Ai là người sẽ đảm bảo cái nguồn đầu tư? Kto dává investici? Ai là người đầu tư? Kto přijímá investici, to JPI? Ai là người nhận đầu tư? A je tam kapitola, kde se doslova praví, že pokud... Ở trong cái chương thứ, điều thứ 10 ấy, là có một cái điều khoản trong ấy. Se investor rozhodne po 3 lete po svojí investici. Trong 3 năm, nếu mà nhà đầu tư mà muốn vypýtať své investice zpět, muốn nhận lại cái số tiền của mình đã đầu tư về rồi ấy, tak mu společnost garantuje, že ty peníze mu odpošle na účet. Thì tập đoàn Skyway sẽ gửi tiền vào trong cái tài khoản của bạn. A tam je podpísaný pán Junický. Nhà đầu tư nào mà sau 3 năm bảo tôi không cần cổ phiếu nữa, tôi cần tiền, thì bên này đảm bảo, tức là trả lại tiền, hoàn lại tiền cộng với cái phần trăm lãi của ngân hàng. Každý má možnost si zvolit jednu z dvou cest. Ai cũng có quyền được chọn trong hai cái phương án, hai cái điều kiện. To co Sergej říkal, buď si zvolím tu cestu, že budu znášet rizika burzy. Như là anh Sergej nói, ai chọn con đường chịu cái cùng với chúng tôi, cùng chịu cái mạo hiểm. Lebo když budeme na burze, už hodnotu akcí, našich akcí nebudeme my diktovat. Khi mà đã lên sàn rồi á, thì lúc đấy là nó sẽ là một vấn đề đó. Ale situace poptávky, jaká bude poptávka od našich akcí? Và vấn đề tiếp theo ấy là cái nhu cầu để mua cái cổ phiếu của chúng tôi. Že když se nebude budovat dostatečné množství adresních projektů, chừng nào mà chưa xây dựng được cái đủ cái số dự án, tak možno nastane situace, že té hodnota akcie půjde dole. Thì cũng có thể xảy ra là cái cổ phiếu lúc đấy nó lại ale dole. Momentálně máme také informace a taky velký záujem o technologii, že je naozaj velký předpoklad, že hodnota akcie bude stoupat na burze. No, tuy nhiên là trong thời gian hiện nay, những cái thông tin mà hiện nay nhận được ấy, thì có rất nhiều sự quan tâm ở khắp thế giới về các dự án cụ thể. Và chị như vậy thì có thể tính toán được là... To je ten risk, o čem mluvil Sergej. My nevíme v budúcnosti, jak ten vývoj půjde. Đấy là cái sự mạo hiểm như là anh Sergej đã nói. Nhưng mà chúng ta thì cũng không thể nói khẳng định được. Nhưng mà cái này là có thể. Ale na základe poptávky věříme, že to půjde hore. Nhưng mà theo tôi ấy, thì cái nhu cầu như vậy thì chắc chắn là cái giá trị của cổ phiếu Skyway nó sẽ đi lên. Alebo si povím, že já nechci znášet rizika burzy. Thì có ai nói là cái sự mạo hiểm ở trong cái vụ này. Radši chci záruku od společnosti, garanci od společnosti. Và có người nào mà không muốn mạo hiểm ấy thì đã có cái sự đảm bảo của bên tập đoàn rồi. Že se po třech letech dostanu k svojí investice s nějakým úrokem maximálně do 4%.
thì người đó, cái nhà đầu tư đấy mà bảo là sau 3 năm đấy mà bảo là thôi bây giờ chúng tôi không cần cái khoản cổ phiếu nữa, cổ phần nữa, cho 3 năm bảo thôi các bác giả lại tiền cho cháu, thế là thì bên này là bác sẽ giả lại tiền cộng với một cái khoản lãi suất của theo ngân hàng nữa. Čiže ta druhá možnosť je tá istá, když vy máte svoje peníze na účte bance. Có nghĩa rằng là cái phương án thứ nhất hay là phương án thứ hai, các bạn đều có được đảm bảo cái tiền của mình đã được cho rồi đấy. Každý z nás má na výber. Ai cũng có quyền lựa chọn. Či chce zarobiť a potom trošku riskuje. Có nghĩa là cứ thực hiện đi và chịu khiêu lưu bảo hiểm một chút. Alebo chcem naspäť svoje peniaze s nejakým malým zárobkom. Hay là bảo thôi, tôi để tiền đấy và tôi sẽ lấy lại tiền, ra lấy tiền có tiền lãi và lãi suất ngân hàng. To je všetko. Trước tiên là xin rất là cảm ơn cái câu trả lời của các ông. Vâng. Và cũng xin thưa với các quý vị nhà đầu tư ở đây, thì lý do mà tôi đưa ra cái câu hỏi này đó chính là rất nhiều khách hàng của tôi cũng hỏi câu hỏi này và tôi không biết trả lời như thế nào cả. Và thông qua câu hỏi này thì chúng ta rất là rõ, chúng ta yên tâm hơn rất nhiều đúng không ạ? Có một tràng vỗ tay cho ông đi ạ. Úplne v pořádku, takéto isté otázky som dával aj ja na začiatku. Đấy thì cũng là như là tôi nói ngay từ đầu rồi ấy, thì có rất là tất cả chúng ta đều yên tâm cả rồi. Và bây giờ thì tôi cũng có một cái câu hỏi như này ạ, mà tất cả các nhà đầu tư đây chắc cũng đang muốn biết. Đó là cái dự án mà nó sẽ triển khai thực tế gần đây nhất là khi nào ạ? Và lịch trình của các dự án tiếp theo ạ. Xin đấy ạ. OK, víte, já vám povím upřímně. Teď ne, já vám to dám, OK? Já to thank you. Popálil jsem se na více obchody. Čiže jsem... Ông ấy đã từng gọi như là đã đổ vỡ trong các cái cuộc phiêu lưu về kinh doanh của mình, đã từng phá sản. Posledních 20 let som delal ředitelů různých výrobních závodů v zahraničí. Trong thời gian 20 năm trước đây ấy, là ông trong vòng 20 năm trước đấy là ông ấy đã từng làm giám đốc của các cái nhà máy sản xuất của nước ngoài trên nhiều nước khác nhau. A měl jsem víc než 500 zaměstnanců. Và dưới tay ông ấy đã có từng để có từng 500 nhân viên. Čechách, ve Švédsku, v Dánsku. Chẳng hạn Thụy Điển hay là Đan Mạch. A měl jsem slušný plat. Và lương tôi cũng đã từng có nhận lương cũng tương đối là khá. Mohl jsem ještě pár let do důchodu tam vydržet. Và như vậy thì tôi vẫn có cái khả năng tôi có thể ở lại công việc của mình và cho làm việc và hưởng lương cho tới lúc về hưu. No, ale co pak? Nhưng mà sau đấy thì sao ạ? Já jsem nechtěl dostat infarkt. Nhưng mà tôi thì không muốn bị nhồi máu cơ tim. Když můj kamarád přišel s tímto projektem? Khi mà người bạn của tôi ấy, đến với tôi và đưa tôi đến cái dự án này. A když jsem viděl ty možnosti a viděl tu technologii, a když četl jsem se s pánem Junickým osobně, khi mà tôi đã gặp cái dự án này, tôi đã xem, tôi hiểu biết, tôi nhận ra và tôi đã được gặp đích thân gặp ngài Junický. A když jsem se mu podíval do očí, và chúng tôi nhìn vào mắt nhau, viděl jsem, že to je projekt, který jsem hledal víc jak 20 let. Thì tôi thấy đấy là cái cơ hội
để mà có thể làm hơn, để mà làm hơn một lúc là có thể làm hơn 20 năm. Và ngay lập tức là tôi đã xin nghỉ việc. To je to jisté, když jdete do restaurace. To je to jisté, když jdete do restaurace. Và sau đấy thì tôi đã đến với quán, với nhà hàng. A spálí vám žízek, alebo pokazí vám jídlo. Thì ví dụ bạn đến nhà hàng và ví dụ như cái nhà hàng đấy mà làm hỏng mất cái món ăn của bạn, ví dụ như là cái xào mà xào quá tay chẳng hạn, quá lửa đi. Znamená, že v životě nikdy nepůjde do druhé restaurace. Thì có nghĩa, không có nghĩa rằng là tôi sẽ đến cuối đời tôi sẽ mãi mãi là đi vào nhà hàng đó. Chcete žít tak, jako žije 99% běžných lidí? Các bạn có muốn sống như là cái số lượng 90% số lượng người dân vẫn sống không? Alebo chcete víc? Hay là các bạn muốn còn nhiều hơn? Volba je jen a jen na vás. Đấy thì phụ thuộc vào các bạn mà thôi. To vše. Tất cả này. Ještě jedna věc. Đây này. Xin lỗi các bạn là bây giờ thực ra thời lượng của cái cuộc ngày này hôm nay chúng ta đã bị cắt rồi, rất là bị ít rồi. Cho nên là các cái câu hỏi mà các bạn có thể đang cần ấy, thì các bạn hãy cho vào một cái hồ sơ tập liệu các cái câu hỏi. Và những câu hỏi này sẽ chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn theo những cái đường hội nhóm hoặc là email, hoặc là các bạn ở chỗ nào thì sẽ có để lại cái địa chỉ đấy, chúng tôi sẽ chuyển tới lại cho các bạn. Có một câu hỏi, không biết là có phải là dễ chịu hay là khó chịu đối với chúng ta. Đây là một sự tò mò ngay cả bản thân tôi, bởi vì lúc mà tôi từ trên trời rơi xuống, khi mà các ông ấy, tôi là người kết nối từ tập đoàn về đến đây để kết nối với tất cả các bạn, vì cũng biết rằng là trong những các nhà đầu tư ở tại Việt Nam ấy, chúng ta sẽ đi từ rất nhiều nhánh khác nhau. Và tôi, nhiệm vụ của tôi là của tập đoàn giao cho là về để kết nối với tất cả các bạn, tất cả các nhóm. Và để chúng ta làm được cũng chơi của trong cùng một cuộc chơi chung với nhau. Và đến đây ấy, thì tôi hoàn toàn tôi không biết là ai với ai. Cho nên tôi không biết, cũng không tưởng tượng ra được là ngày hôm nay chúng ta sẽ có bao nhiêu người. Nó thành thực là như vậy. Chính vì vậy tôi không biết ai, cho nên là tôi cũng có thể nói được là mấy người đến và những đấy là ai. Thì và hôm nay ấy, là các nhà lãnh đạo cũng muốn biết ở đây chúng ta đã có bao nhiêu người ở vị trí leader. Leader. Những người nào leader đến đây ạ? Xin mời. Leader. Bao nhiêu leader? Chắc là bị xử giảm rồi. Những cái nào leader nhá. Master không tính. Ở trong vụ này master không tính. Leader thôi rồi. Em. Ôi giời, leader quá nhiều quá. Rất là sợ. Cái này nguy hiểm quá nhỉ. Đây bắt tôm. Rồi, rất là may, rất là vui đấy. Đây là các cái huy hiệu dành cho các leader. Bắt tôm đấy mà. Chắc
cho anh em mình lên tới hết. Còn được chưa? Còn được tới lâu. Cái huy hiệu của bạn nào váy ngắn ngồi sau nhé. Thanh niên ngồi dưới, thanh niên ra ngồi trước.
Bạn nào trẻ nhất ra ngồi trước. Đưa tay ra nào. Một lần nữa nhá. Nào. Rồi, rất cảm ơn và xin chúc mừng tất cả các bạn. Cái sau đây này đã tôi còn nghĩ rằng là nghe nói là ở đây còn có cả expert. Ai expert? Xin mời. Những người nào expert? Nhưng mà có một điều rất buồn. Từ đấy không, tôi không bao giờ nghĩ đến là cái số lượng expert ở đây quá nhiều như thế này. Và hiện nay bây giờ các bạn chỉ có một cái điều như thế này, có bao nhiêu người đây? Có bao nhiêu expert? Có một điều như này nhá, bởi vì chúng tôi không nghĩ ra được đến số lượng expert ở đây nhiều như vậy, đông như vậy. Thế là đây là chúng tôi là 7 người và chúng tôi chỉ mang đến thế bây giờ ấy, bốc thăm ý. Bốc thăm. Ai đồng ý để cái số lượng cái 4 người đầu tiên sẽ là nữ có được không ạ? Có ai đồng ý không ạ? Tuyệt vời, lát thế này. Và sau đây là tất nhiên là không có nghĩa rằng là các bạn nam sẽ không có, và của nam thì sẽ nhận được sau. Tôi sẽ đích thân là người sẽ chuyển giao cho các bạn, và hy vọng là sẽ ở đây là sẽ có những người đại diện sẽ chuyển giao lại cho các bạn nam expert. Sẽ nghĩ Prosim thế là chúng ta lại bắt đầu nhá. Bắt đầu. Bây giờ tuyệt vời, nhưng mà thì có một điều nữa là một điều tôi thất buồn, nó thất vọng, tức là chúng tôi là không nghĩ ra đây là có top expert. Tôi biết rằng là tôi đã nghe được đài BBC nói rằng ở đây có người là top expert, đúng không? Có bao nhiêu người? Bạn nào là top expert? Chào mừng mọi người bạn. Đây là người top expert. Top expert, đây là một chức vị vụ chức vị cao nhất mà có thể đạt được trong trong cái lĩnh vực của Skyway, và rất là hân hạnh đấy, thấy chưa? Đây là một cô gái bé nhỏ nhưng mà lại được những ngưỡng mộ của tất cả các cái thành viên ban lãnh đạo của đoàn. Ôi, thật là tuyệt vời. Đấy là một điều mà vinh hạnh. Bởi vì cái đấy là cái Oscar, tức là cái huy hiệu của Top Expert mà của chính ông Sula, người đã chuyển giao lại cho người Top Expert đầu tiên của Việt Nam. Xin các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn. Và một lần nữa,
cái mới. Chào mừng em ạ. Một điều vĩ hạnh cho Top Expert của Việt Nam. Đây là điều duy nhất có thể trên con thế giới. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin em có một lời quý các bạn thôi. Em chia sẻ đôi lời. Tránh xa lo. Bạn lớp 10 rất khiêm tốn, người đúng theo tính chất của người Việt. Bạn rất là run. Đây bạn có thể một lúc nào đó bạn sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về cái hình thức nào một lúc nào đó ấy, là các bạn sẽ có một cái trong nhóm của các bạn, hoặc là có thể là một cái ngày nào đó ở Việt Nam này tổ chức riêng một cái một sự kiện nào đó thì bạn sẽ nói chuyện với các bạn nhiều. Rất là thay lời cho bạn thì tôi cảm ơn ban lãnh đạo tập đoàn đã quan tâm đến. Tự nhiên là có một cái huy hiệu như này nó không phải là một ai trên thế giới có một cái này đâu ạ. Rất là cảm ơn tất cả mọi người và xin một tràng vỗ tay. Còn thêm một cái điều nữa mà bây giờ chúng tôi vẫn đến bây giờ chúng tôi vẫn biết chưa biết tên bạn là gì nhỉ? Thơm lắm ạ. Lên tốt rồi. Em xin chào tất cả các anh chị đầu tư, các anh chị là nhà đầu tư của Skyway Capital ạ. Em là Lê Thị Thơm. Em sinh năm 90. Và em đầu tư Skyway từ tầm tháng 12 năm 2016. Trong quá trình hoạt động thì hiện nay em đã lên cấp bậc Top Expert. Và để được ngày hôm nay thì em xin chân thành cảm ơn đầu tiên đó là công ty Skyway Capital đã tạo ra cho em cơ hội để em được thể hiện mình ạ. Và em có cơ hội để trong vòng 2 đến 3 năm nữa em trở thành tỷ phú rất là trẻ ở Việt Nam. Và người thứ hai em muốn cảm ơn đó chính là người mà cho em cơ hội này, đó chính là anh Nguyễn Văn Tâm. Và em xin tri ân và lời cảm ơn sâu sắc nhất đó là tất cả cộng đồng nhà đầu tư Skyway ở Việt Nam. Em có ngày hôm nay đúng là thật sự em cảm thấy em là một cô gái rất là may mắn. Em không có cái gì hơn ngoài may mắn ạ. Em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Em đứng yên. Bạn thế muốn mình phiên dịch ra tiếng Nga một chút. Yozavut thơm etter zapak no aramat ne zapak вот это как это имя да. Девушка очень симпатичная, маленькая, но энергии очень. Она благодарит первую компанию. А второй Nguyễn Văn Tâm. Tâm это вы завтра будем встречать. А третья, она благодарит всем. Да, вы видите, люди. И она очень рад, потому что она будет через порой год будет стала миллионер, молодая. Это все то, что я передам, что слово это датам. Очень она благодарит вас еще раз и желаю вам счастья, здоровья и со Skyway мы будем расцветаем. Tôi cảm ơn chị Hiền và cảm ơn bạn Thông. Alo.
thực ra rất là khó nói về một cái buổi chiều hôm nay vô cùng nhiều năng lượng và có rất nhiều thông tin mà tất cả các nhà đầu tư cũng như bạn của những nhà đầu tư đã đến đây để chung vui một cái ngày lần đầu tiên mà tập đoàn Skyway với ba nhà lãnh đạo đã về đây để chia sẻ và mang lại chúng ta rất nhiều năng lượng. Cuộc vui nào thì cũng đến lúc mà phải kết thúc. Chúng ta đã quá một cái thời gian dài, rất nhiều câu hỏi cũng đang còn tiếp tục nung nấu và chúng ta có thể có những câu trả lời. Ngày mai sẽ có một chương trình của chúng tôi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Bộ Khoa Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường và một số các cái tờ báo, đài truyền hình sẽ đến để ghi hình và đăng tin về vấn đề hợp tác giữa Skyway với lại Đại học Giao thông Vận tải với Nhà nước Việt Nam và chuẩn bị cho những cái tiếp theo, những cái kế hoạch tiếp theo của Ngài Chủ tịch đến Việt Nam. Thế thì tất cả những thông tin của ngày hôm nay chúng tôi sẽ ghi thành những clip và có những hình ảnh sẽ gửi đến tất cả những thành viên chúng ta ngồi đây và những người không có điều kiện đến đây thì cũng được nhận những thông tin đó trên mạng. Và tôi cũng được cái sự ủy quyền của anh Nguyễn Sĩ Thế và của tập đoàn là sẽ ở lại Việt Nam để duy trì tất cả những cái mối thông tin liên lạc giữa tất cả các nhà đầu tư. Nếu có gì tất cả các nhà đầu tư nếu cần thì có thể là alo chúng tôi và tôi sẽ đáp ứng những yêu cầu đó, và tôi cũng là cái nơi là một cái đầu mối để kết nối giữa Đại học Giao thông Vận tải với lại các tài liệu của hãng của Skyway. Thế thì nếu các bạn có thể là giữ lại cái liên lạc với cái số điện thoại của tôi để sau này có thể bất cứ một cái điều gì tôi cũng có thể chia sẻ với tất cả các bạn và cung cấp đầy đủ cái thông tin, tạo cho chúng ta có những nền tảng căn bản và thông tin để chúng ta làm tiếp. Làm thế nào đó mà 92,7 triệu người Việt Nam luôn luôn yên tâm và không có hoài nghi đối với những chân lý đó là Skyway. Và nếu như sớm nhất họ trở thành những nhà đầu tư, họ trở thành cổ đông, mà cái điều quan trọng nhất là trở thành cổ đông của Skyway chỉ cần có $250, có thể một người nông dân bán được con bò, sau đó có một cái cổ đông có trở thành cổ đông cũng là điều hạnh phúc. Khi chúng ta đã trở thành những con người đã nhận diện được cái giá trị của Skyway, để rồi thì chúng ta lại giúp cho những người khác. Cầu là cầu, nếu trở thành cổ đông Skyway đó là cái sự mong cầu của chúng ta. Còn ai có nhiều có ít, có nhiều thì đóng góp phục vụ đất nước được nhiều, có ít thì cũng là ấm lòng khi chúng ta có những cái khó khăn mà khi có cơ hội thì chúng ta lại mang lại cái hạnh phúc của chúng ta. Thế thì nếu có thể các bạn ghi cái số điện thoại của tôi là 0